chúng ta có 30 giây để nhận lời khuyên. Kết thúc thời gian chấm chim lượt chấm thứ nhất của top 10, bắt đầu. Chúc mừng chim 123 dừng cuộc chơi. Một lần, hai chú chim dừng cuộc chơi, 123 và 368. Dàn chim đang chơi rất đều, hiện nay chưa tìm ra chú chim đoạt giải phong cách ở vòng thứ ba. Chúng ta đã chuyển chim ở bên phía trái của giám khảo vào lần sau chúng ta sẽ chuyển phía phải. So với dàn chim, chim 3, 3, 4 đang nổi trội nhưng chưa rõ ràng đoạt giải phong cách của vòng 1. Chúng ta sẽ có 10 giây ổn định dàn chim, 10 giây ổn định dàn chim bắt đầu. Đây, đội ngay sơn nhá, tí nữa phải nhớ này, bia phải cho uống ngập mồm lên, hôm nay cổ vũ chim đi hơi mạnh luôn. Rồi, ok. Cứ tí nữa mà vào tranh cái gì ba này, đã bia uống. Bắt đầu. Bộ đàn đẹp lắm. Chủ tịch đừng có phát hậu chi nhá, đi ra người gặp cái nào cái này 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 Hiện nay chim 168 đang lơ mặt đấu, chim quay ra ngoài. Hiện nay chúng tôi đang theo dõi chim 116. Chim 116 không có thái độ thi đấu.
68 là có bỏ 87 thì do rồi 87 là hạn rồi 86 chúng tôi đang cân 168 và 116 168 vẫn ra 168 của các bạn chim 116 xin cuộc chơi. Tôi đưa còn lâu. Không như thế là đúng. Từ. Có bảo con hơn mà. Trọng tài chấm chuẩn. Tình lắm anh em cứ bình tĩnh đi. Không sai thế nào đâu. Sai đâu. Hai con nữa. Ôi nào phải đảo chứ. Vẫn đang nằm bây giờ vẫn mất được đấy. Đảo rất là chuẩn lên thì anh. Theo số tự rồi. Mười giây ở tiểu đàn chim. Bắt đầu. Bạn mộ là chơi thôi. Rất nhiều. Tối hồn cho nó đi. Đây là vòng rất quan trọng chọn chim vào chung kết đề nghị nghệ nhân chúng ta giữ gìn trật tự. Sao cho mình chung kết rồi? Đề nghị nghệ nhân giữ gìn trật tự. Chung kết rồi. Quân lục bút liền nha. Thời gian bắt đầu. Thành phố rồi, còn mà anh như thế nào lại? Làm một trí đẹp nhất anh. Ừ. Găm đi, găm đi. Quân 088 là chung kết. Đẹp đi. Bỏ đi. 088. Chim 168 đang yếu nhất trong số 6 chương trình. Đây này. Vẫn có một. Bà bà chị cho ấy được, bà bà chị. Chim 179 và 186 chúng tôi cũng đưa vào tầm ngắm. Chúng tôi đưa vào tầm ngắm không có nghĩa là hà. Mình xin nhắc để cho nghệ nhân cùng ngắm cùng với chúng tôi. Anh em nghệ nhân và giám khảo lưu ý chim 179 hiện nay đang rất chậm so với chim ở trên đài. Ra mỏ mình nó mỏ mình nhá mỏ anh ơi đứng lùi ra đây đi đứng lùi ra đây mình đấy con chúng ta lưu ý đang có đứng một mình nó mỏ đều chúng tôi chấm toàn diện không chấm mỏ hay là thái độ chúng tôi chấm toàn diện để chi vào chung kết chúng tôi chọn những chú chim toàn diện quay đâu gần chục hơn một hai con chim 179 đang lơ đấu ra phía ngoài không đi vào trong một mình 179 không ra ngoài không đi vào trong mấy thằng vừa mấy cương mũi đang vào chạy tốc 10 hay quá đây con tôm mười đấy con một bạt sạch con con đấy đấy con mình nhân hoạt rồi đúng rồi thấy đúng vậy rồi không phải à giờ ghim tốt rồi 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 đại đấy vợ tổ dỗ có hai con gà giống tàng đó con tôm mười đó là con tôm mười nhưng mà đó là chết con không tám tám con không tám tám con không tám tám ơi 179 này tôm mười 179 dừng cuộc chơi. Một mình chú lơ đấu ra ngoài. Còn chú chim 168 chủ chim lưu ý. Chim 886 chủ chim lưu ý. Cu chủ chậm ra giọng đạt 886. Tham gia thi đấu chậm là 168. Tuy có mỏ nhưng tham gia rất chậm trong nhịp đấu. Những chú chim chọn vào chung kết là những chú chim toàn diện đề nghị nhân lưu ý chúng tôi không chọn theo một tiêu chí mỏ hay là thái độ cho chim 168 một nhịp để nếu chim 168 không thể hiện sẽ dừng cuộc chơi. Chim 168 dừng cuộc chơi. Chúc mừng bốn chú chim vào chung kết. Chúng tôi không hề biết là xe ổn định đàn chim. Muốn ra xem xe nào dắt về đi. Ở vòng chung kết chúng tôi sẽ trừ điểm những chú chim. Ba ba tư như con linh chim linh bình đúng không? Thank you.
Thời gian trôi qua được 2 phút, có nghĩa là chúng ta còn 1 phút nữa của vòng chung kết. Cái bố cháu có 26 đẹp.10 giây, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Xin một tràng vỗ tay thật lớn cho giải đấu trường 6 Tô Trường Sơn đã kết thúc tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn anh em nghệ nhân đã hợp tác cùng ban giám khảo chúng ta để có một giải đấu rất tuyệt vời. 3-3-3 nhất. Con 8-6 lên vanh mà lại bị trừ. Vanh đấu mà lại trừ. Nó 2 mỏ. 3-3-4 4 mỏ. Nhưng mà còn 2 con chưa không có mỏ. 3-3-4 nhất thì đúng. Nhưng con 8-6 vẫn có 2 mỏ hơn. Con mà lên vanh này thì tiền vanh. Công bố đi rồi. Công bố thôi, con nào nhất gì công bố thôi hả? Xong rồi đấy. Mời anh Tú trở lại đây. Mời anh Tú lại đây. Đây các bạn đây. Vòng chung kết đấu trường 64. Tôi xin được phân tích trận đấu này như sau. Chú chim mang số báo danh 333 yếu nhất trong giải đấu cùng màu không ra dòng. Chú chim mạnh nhất của giải đấu ngày hôm nay là chim mang số báo danh 334 ra được cú dòng thi đấu tuyệt vời. Hai chú chim 886 và 088, chúng tôi xin phân tích hai chú chim, một chú chim đoạt giải ba và một chú chim đoạt giải nhì như sau. Chim mang số báo danh 886 ra được 3 mỏ, xù lông một lần, u nan, thò đầu ra ngoài. Lỗi này liên nghiệp ban giám khảo phải chụp đánh rất nặng. Nên chim đoạt giải 3, chim số 88 ra được 2 mỏ nhưng chơi cánh, chơi đuôi rất là tốt. Nên chim số báo danh 088 đoạt giải nhì. Kết quả cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay, chim đồng giải 3, 333, 886. Chim giải nhì 088 và chim giải nhất 334. Xin một tràng vỗ tay thật lớn cho kết quả cuối cùng của giải đấu ngày hôm nay. Xin cảm ơn nghệ nhân rất nhiều.